Vụ kiện tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ tháng 6 năm 2023. Khi Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận bắt đầu thụ lý, từ yêu cầu chia di sản của bà Võ Thị Hồng Nhung đến đơn phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan khiến Hồng Nhung và Hồng Phượng phải dọn ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho thấy vụ việc kéo dài và căng thẳng. Tại sao mối quan hệ giữa Hồng Loan và Hồng Phượng lại rạn nứt? Điều gì đã khiến họ từ người thân thiết trở thành người xa lạ? Vậy liệu có thể hàn gắn mối quan hệ gia đình và hồi kết sẽ còn điều gì bất ngờ phía trước? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hồng Loan, kiện tụng là giọt nước tràn ly, tôi và Hồng Phượng xem nhau như người lạ. Sự việc diễn ra đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước đã tràn ly, tôi và Hồng Phượng đã xem nhau như người lạ. Đó là chia sẻ của bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại buổi gặp gỡ với báo chí sau khi tòa án thẩm định tại chỗ theo yêu cầu phản tố của Hồng Loan về việc yêu cầu với bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh di dời tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Theo đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Theo ghi nhận của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, từ rất sớm đông đảo YouTuber tập trung trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố, cảnh sát giao thông túc trực để giữ trật tự tại khu vực này. Đến khoảng 9 giờ, tòa án đến để làm các thủ tục thẩm định, phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng cùng luật sư đã đến tham gia buổi thẩm định. Đến 13 giờ việc thẩm định tại chỗ hoàn thành, phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một số đồ đạc cá nhân rời khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Được hỏi về mối quan hệ với Hồng Phượng, cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau những tranh chấp ồn ào về tài sản, cố nghệ sĩ. Theo đó, Hồng Loan cho biết Hồng Phượng sinh sau mình 4 tháng, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên, chính cô không ngờ khi ba mất, Hồng Phượng nói cô là con nuôi. Và để xảy ra sự việc nông nỗi này, bản thân cô cũng rất buồn. Hồng Loan đã từng nghĩ mình có thể cùng Hồng Phượng ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Nói về lý do tổ chức buổi gặp gỡ cho báo chí, đại diện luật sư của Hồng Loan cho biết, thời gian qua, có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xoáy vào đời tư của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan, điều này đã tạo ra một hiệu ứng xấu cho chính người trong cuộc và khiến họ rất mệt mỏi. Còn trong vấn đề pháp lý thì nó không có gì quá phức tạp, tuy nhiên trên không gian mạng có nhiều thông tin làm nhiễu cả không gian mạng và bản thân những người trong cuộc, bản thân luật sư không mong muốn sự việc đó xảy ra. Chúng tôi chỉ mong những gì nó được diễn ra tự nhiên và mong dư luận dừng lại ở mức độ chỉ theo dõi diễn tiến vụ việc ở mức độ pháp lý và để cho cơ quan chức năng làm việc, chứ không có làm quá lên, gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, đại diện luật sư cho hay. Cũng tại đây, Hồng Loan cũng lên tiếng phủ nhận việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô đối xử tệ bạc với cha, bất hiếu hay không chăm sóc cha lúc ốm đau. Trong suốt thời gian tranh chấp tài sản với gia đình Hồng Phượng và cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Loan đã nhận được sự hỗ trợ của đông đảo nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ. Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, những lời đồn không đúng sẽ sớm khép lại để có thể tập trung cho cuộc sống gia đình và ba được yên lòng nơi chính suối, Hồng Loan bày tỏ. Vụ kiện liên quan đến tranh chấp về di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được người mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023, thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận. Theo đơn khởi kiện, phía bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với hai thửa đất số 87-88 và căn nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau đó, Hồng Loan đã có đơn phản tố với nội dung yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Hồng Nhung, gồm hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Hồng Loan. Vụ án sau đó đã được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc kiện tụng tranh chấp tài sản đã khiến Hồng Loan và Hồng Phượng gần như đã dứt tình theo diễn tiến mỗi ngày một gay cấn của vụ tranh chấp tài sản ồn ào này. Hồng Phượng không thể ngăn cản được mẹ khởi kiện Hồng Loan. Trước sự phức tạp của vụ kiện tụng tranh chấp tài sản, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án tranh chấp
về thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chuyển hồ sơ do phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có các yêu cầu cá biệt gồm: hủy giấy giao nhận việc nuôi con và hủy giấy khai sinh của bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân quận nên đã chuyển hồ sơ lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Nguồn tin cho hay, sau khi có quyết định chuyển hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án cùng 15 triệu đồng tiền tạm ứng, chi phí, định giá tài sản. Ngoài ra, sau thời gian gửi đơn kiện, nghệ sĩ Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện chia thêm tài sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan, con gái Vũ Linh cho biết. Hiện mối quan hệ giữa cô và Hồng Nhung, Hồng Phượng không thể hàn gắn. Hồng Loan khẳng định, thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chia cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu. Nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa, vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu. Bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp, lo hương khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô sau này lại này nọ, nên tôi không muốn nữa. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết bản thân cô cũng rất buồn vì việc tranh chấp giữa mình và Hồng Phượng có thể gây ảnh hưởng đến người cha quá cố. Không chỉ có Hồng Loan đưa ra quan điểm trước truyền thông, Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng chính thức xuất hiện trước truyền thông để lên tiếng về vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô nói, bản thân không phải là người khởi kiện. Khi biết mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện, cô đã ngăn cản và khuyên bà rút đơn nhưng không thành. Ngoài ra, cô cũng giải đáp những thông tin lùm xùm xoay quanh hợp đồng truyền thông với BH Media về việc livestream trong đám ma Vũ Linh, số tiền phúng điếu xây mồ mả cho cố nghệ sĩ. Hồng Phượng khẳng định những thông tin bằng chứng cô cung cấp là đúng sự thật. Đi cùng Hồng Phượng là luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ. Mở đầu buổi gặp, Hồng Phượng cho biết cô quyết định lên tiếng trước truyền thông về những lùm xùm sau 100 ngày của nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi trước tiên đến hương linh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó là người hâm mộ. Liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, luật sư Nguyễn Quốc Cường khẳng định Hồng Phượng không phải là người khởi kiện. Tuy nhiên, trong tư cách là người có quyền lợi liên quan, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại tòa án để cung cấp tài liệu chứng cứ. Về phía Hồng Phượng, cô nói, tôi đã ngăn mẹ gửi đơn kiện. Tôi nói với mẹ rằng mình đã tìm hiểu pháp luật và hai mẹ con sẽ không thể chiến thắng. Sau này tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng không được. Tôi nghĩ lý do để mẹ tiếp tục khởi kiện vì tâm tư, tình cảm, bức xúc và tức giận Hồng Loan. Trong gia đình không giải quyết được nên mẹ nhờ pháp luật xử lý. Về nội dung di chúc miệng được đề cập trong đơn kiện của bà Nhung, Hồng Phượng cho rằng các clip cô quay lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đều là tình cờ, là kỷ niệm, tình thương dành cho cậu, không có giá trị pháp lý. Bản thân cô cũng không nghĩ có ngày các thành viên trong gia đình lại kiện cáo tranh chấp tài sản. Theo Hồng Phượng, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm kể từ khi Hồng Loan yêu cầu mẹ con cô rời khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận. Đồng thời Hồng Loan cũng không cho phép bà Nga, người chăm sóc Vũ Linh trong nhiều năm sống chung tại nhà. Tại trụ sở công an phường, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hồng Loan đổi ổ khóa bên ngoài, mẹ con tôi gọi điện cho vợ chồng Hồng Loan đều không nghe máy. Tôi không hiểu lý do vì sao Hồng Loan làm như vậy. Theo trích xuất camera, Hồng Loan cũng tự động mở cửa phòng của tôi, thu gom đồ đạc và ném xuống đường. Mẹ con tôi đứng ở ngoài, la lớn lên nhưng không ai ở bên trong có động tĩnh gì. Không thể làm như vậy được. Pháp luật nào cho phép vứt đồ đạc của người khác như vậy? Sau đó chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác. Hiện tại cả nhà tôi đều là người vô gia cư, Hồng Phượng cho biết. Nỗi buồn từ việc tranh chấp tài sản sau đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trước đó, thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 năm 2023 khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Ông mất tại nhà riêng, thọ 67 tuổi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Ngay lập tức, mạng xã hội lan truyền thông tin con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện. Đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả mến mộ, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Về thông tin trên, ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, thật sự từ xưa đến giờ thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi chỉ mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng, nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết, dù là con nuôi nhưng Hồng Loan rất hiếu thảo, vô cùng thương cha.
Hai tuần nay, chị Loan có mặt xuyên suốt túc trực bên cậu trong bệnh viện. Cô cũng đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm, họ không hề phân biệt chuyện con nuôi con ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch, như cậu tôi có con rơi chẳng hạn. Chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Ngoài Bình Tinh, Vũ Luân, Hồng Loan, nghệ sĩ Vũ Linh còn có thêm một người con nuôi nữa tên là Nguyễn Đức Thanh. Hồng Phượng cùng gia đình mong muốn truyền thông và công chúng không gọi chị Hồng Loan là con nuôi mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan chia sẻ thêm, giờ mọi việc đã được sáng tỏ, tôi mong mọi người đừng suy nghĩ cho phức tạp thêm, chúng tôi mong ba tôi ra đi với hình ảnh đẹp. Hồng Loan hiện sống ở nhà chung nhưng thường xuyên sang thăm hỏi cha lúc ông còn sống. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng nhấn mạnh vị trí của Hồng Loan khác với Bình Tinh và Vũ Luân. Dù Bình Tinh và Vũ Luân vẫn được xem như con cháu trong nhà, nhưng không thể so sánh với mối quan hệ thân thiết như Hồng Loan. Vì Bình Tinh và Vũ Luân được nhận khi làm nghề, còn chị Hồng Loan là cậu nhận khi vừa lọt lòng, Hồng Phượng chia sẻ. Hồng Phượng kể 21 ngày sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, gia đình cô có một cuộc họp gia đình. Tại đây, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh và bà Hồng Nhung có đưa ra đề nghị đồng sở hữu tài sản của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, Hồng Loan không đồng ý. Tôi có nghe thông tin Hồng Loan nói sẽ bán đất ở Thủ Đức để hỗ trợ gia đình tôi mua nhà. Tôi cảm ơn vì Hồng Loan đã nghĩ cho gia đình. Theo tôi được biết, cách đây 10 năm, cậu Vũ Linh từng rao bán miếng đất này nhưng không được vì vướng quy hoạch, nên việc bán miếng đất này không phải là ngày 1, ngày 2. Còn về căn nhà hiện tại, cậu Vũ Linh nhiều lần nói muốn làm từ đường chứ không bán, cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói. Chỉ sau đó, chừng 3 tháng, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, phường 14, quận Bình Thạnh. Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87-88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87-88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan không rõ ngày tháng. Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng đất, thửa đất số 87-88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ đi phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Sau đó, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy, giao nhận việc nuôi con của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Hồng Nhung yêu cầu được hưởng 1/2, tạm tính giá trị được hưởng là 2,5 tỷ đồng. Hồng Loan muốn gia đình sum họp lo hương khói cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan cho biết sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, cô đã kêu gọi mọi người lên phòng và nói về việc bán mảnh đất tại Thủ Đức để chia cho con cháu trong nhà. Lúc đó tôi không hề biết lô đất đó bị quy hoạch, nếu tôi biết thì sẽ không đề cập đến vấn đề này. Tôi nói với cô Sáu sẽ bán đất và mua cho Phượng một căn nhà, một chiếc xe rồi chia đất cho các anh chị em ở quê, dòng họ của ba tôi. Tuy nhiên cô Sáu không đồng ý và muốn tôi đồng sở hữu với Hồng Phượng tất cả tài sản của ba, chứ không muốn chia nhỏ cho anh em trong gia đình. Lúc đó tôi đã bác bỏ đề nghị này vì sau Loan còn nhiều em út trong nhà và con cháu của ba nữa chứ không phải một mình Hồng Phượng, Hồng Loan chia sẻ. Cũng theo Hồng Loan, trước khi xảy ra mâu thuẫn, cô vẫn muốn gia đình sum họp để lo nhà cửa hương khói cho ba, muốn chị Nga, người kề cạnh chăm sóc nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ở lại nhà để lo hương khói, tuy nhiên mọi việc vẫn không hề theo ý mình.
Câu chuyện này đặt ra tình huống pháp lý, khi một người qua đời, tài sản của họ để lại sẽ được chia ra như thế nào cho người thân. Luật sư Nguyễn Chí Thiện, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có hai trường hợp di sản được chia theo pháp luật và di sản được chia theo di chúc. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Có hai loại di chúc là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Thứ nhất, Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015. Di chúc bằng văn bản hợp pháp khi người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa và nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật. Di sản sẽ được chia theo di chúc đó. Điều 629 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, trường hợp tính mạng người để lại di sản, bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Theo khoản 5 Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015 thì di chúc miệng chỉ có thể có giá trị pháp lý khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2, Điều 623 Bộ Luật Dân sự 2015, sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc miệng còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ, không có giá trị pháp lý. Thứ hai, thừa kế theo pháp luật là hình thức thừa kế theo hàng thừa kế, phân chia di sản, thừa kế theo luật định. Vì một lý do nào đó là người để lại di sản thừa kế không lập di chúc, Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết, mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước, do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị trút quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.